Thưa quý vị, Bộ Công Thương cho biết là đã nhận được công hàm của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản thông báo rằng do tác động của dịch bệnh COVID-19, cơ quan này đã không thể cử chuyên gia của Cục Bảo vệ Thực vật Nhật Bản sang Việt Nam để kiểm tra công nhận hệ thống xử lý khử trùng quả vải tươi xuất khẩu của Việt Nam. Việc này đồng nghĩa việc xuất khẩu quả vải tươi của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản sẽ không thể thực hiện trong vụ vải năm nay như dự kiến ban đầu. Trước tình hình đó, thì lãnh đạo Bộ Công Thương đã có công văn đề nghị Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản làm việc với Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản để thuyết phục phía Nhật xem xét các giải pháp khác thay cho việc là phải cử chuyên gia sang Việt Nam kiểm tra cơ sở khử trùng. Các giải pháp thay thế được Bộ Công Thương đưa ra như tạm thời ủy quyền cho các tổ chức giám định độc lập tại Việt Nam thực hiện việc này trong thời gian trước mắt hoặc là phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam thực hiện các biện pháp kiểm tra từ xa. Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng đã có công thư gửi Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đề nghị thúc đẩy Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản xem xét các biện pháp đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 để tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu quả vải tươi vào Nhật Bản phù hợp với tinh thần tuyên bố chung Nhật Bản-ASEAN về sáng kiến phục hồi kinh tế ứng phó với dịch COVID-19. Vâng, thưa quý vị, việc Bộ Công Thương thông báo hoạt động xuất khẩu quả vải tươi của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản sẽ có thể không thể triển khai trong vụ thu hoạch vải năm 2020 đang khiến nhiều người trồng vải lo lắng. Vâng, bởi vì chỉ khoảng một tháng nữa thôi thì vụ vải thiều chín sớm sẽ bắt đầu vào thu hoạch rộ. Trong đó thì dự kiến sẽ có khoảng 500 tấn xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Tuy nhiên thì Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vẫn cho rằng cơ hội xuất khẩu vải thiều đi Nhật vẫn còn cao vì các giải pháp tháo gỡ khó khăn đã được chuẩn bị kỹ, ghi nhận của phóng viên VTC16. Cũng như nhiều hộ dân trồng vải trong vùng, gia đình anh Thanh đang tất bật chăm sóc cho diện tích vải của gia đình mình. Chỉ có một khác biệt, 2 hectare vải thiều của gia đình anh năm nay đã xây dựng trồng theo tiêu chuẩn Global Gap nhằm hướng đến xuất khẩu sang EU và Nhật Bản. Nhưng cũng không ít nỗi lo vì dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại quốc gia này. Cái dịch COVID như năm nay 2020 là cái dịch bệnh nó đang phát triển ở các nước châu Âu, thì là một người nông dân thì chúng tôi cũng rất là lo. Là đến khi quả vải được thu hoạch mà dịch bệnh như vậy là không biết là cái quả vải chúng tôi có xuất được đi ra nước ngoài hay không. Chúng tôi cũng sẽ phải là chuyển hướng là sang cái thị trường là Trung Quốc. Lo ngại của anh Thanh không phải không có cơ sở. Bởi theo thông tin mới đây của Bộ Công Thương cho biết, có nguy cơ phía Nhật Bản không thể cử chuyên gia sang Việt Nam kiểm tra công nhận hệ thống xử lý khử trùng quả vải tươi xuất khẩu của Việt Nam do tác động của dịch COVID-19. Đồng nghĩa, việc lấy mẫu giám sát 21 hoạt tính theo yêu cầu từ phía Nhật Bản sẽ bị gián đoạn. Tuy nhiên, về phía Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, những thông tin này đã được đơn vị này nắm bắt và có những phương án làm việc với đối tác Nhật Bản. Bảo trường hợp ấy, mà đến hết tháng 5 này mà họ không bố trí được chuyên gia sang, thì đề nghị thứ nhất là đề nghị là Bộ Nông nghiệp và đặc biệt cơ quan kiểm dịch của Nhật Bản là ủy quyền cái việc đó cho cơ quan kiểm dịch vật Việt Nam, và đây là Cục Bảo vệ Thực vật, sẽ đứng và làm việc thay. Cái thứ hai là cần thiết nữa là chúng tôi sẽ vừa làm online được. Tất cả mọi cái chuyển thẳng về phía kia luôn. Đấy thì họ bảo là hai cái ý này là rất là tích cực. Còn đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cũng cho biết, hiện tại toàn địa bàn có trên 28.000 hectare vải, sản lượng ước đạt trên 160.000 tấn, đơn hàng xuất khẩu sang thị trường cao cấp vào khoảng 1.500 tấn. Trong đó, đi Nhật Bản hiện chiếm 500 tấn. Mặc dù số lượng còn tương đối khiêm tốn, nhưng đây lại là thị trường được đánh giá sẽ nâng tầm giá trị cho nông sản Việt Nam. Nhằm tránh gián đoạn cơ hội này, các kịch bản cũng được địa phương này vạch ra để tiêu thụ vụ vải năm nay. Hiện nay là Bắc Giang tôi đưa ra 3 cái kịch bản. Kịch bản thuận lợi nhất đó là xuất khẩu sang tất cả các cái thị trường, các thị trường truyền thống và thị trường mới. Và cái kịch bản thứ hai là nó có khó khăn nhưng vẫn có thể xuất khẩu được. Như cái kịch bản thứ ba là khó khăn nhất, đó là không xuất khẩu được trước cái diễn biến phức tạp của cái COVID-19, thì đó là thị trường nội địa trong nước. Thưa quý vị, với mục tiêu đưa nông sản vải thiều sang các quốc gia như EU, Nhật Bản, không chỉ còn là câu chuyện chào hàng. Mục tiêu quan trọng nhất, nông sản này có một chỗ đứng bền vững trên thị trường. Theo thông tin mới nhất từ Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì các hệ thống xét nghiệm đã được các đơn vị chuẩn bị tương đối kỹ càng. Tuy nhiên, nông sản này có sang được các thị trường này theo đúng dự tính hay không thì vẫn còn phải phụ thuộc hoàn toàn vào
tình hình diễn biến của dịch COVID-19.